Oh, wow, mọi người ơi. Ông ra đấy. Chú áo tông ra là cuốn tục xuống người ạ. Quá già rồi. Nó mới lấy được mọi người ạ. Lâu lắm mình mới gặp mọi người nha. Bên mình bận cái lồn quá, ít cùng video. Ít đi sang được, nó buồn người nè. Ủa, tôi ăn vô không vậy? Tôi đi cho anh nãy về chưa được chú. À, được chú rồi. Nổ chúa mọi người nè. Đây là cái ông chúa mọi người nghe. Đấy, cái ông chúa mọi người nè. Nó đẻ ông chúa đó mọi người. Đi quá rồi à. Thôi cho mấy ba người à. Đem kiếm được mình thêm nữa. Tôi này quá giờ mình ạ. Không thể lại được nữa. Rồi, cho máy ra mọi người. Ô mặt khô quá mọi người. Ô mặt to mọi người. Khô quá. Quá mọi người nè. Khô trơn luôn. Yes. Con giòn khô quá mọi người ạ. Mình chơi.
khô quá người á, quá khô. Khô mình không thể tưởng luôn á, khô quá này. Lỗ nè, đúng là lỗ này có đài mặt mọi người nè. Đấy, rồi có đài mặt này, rồi này cũng đài mặt này. Mà cái đai là ông đâu ông đoán buông ngang ra mọi người nghe buồn. Thôi được ít lợi ích cái đang trời. Cái thằng thông tùm nó lấy video. Thôi ít nhiều cho vô được người ạ, mặt ít quá. Mặt không có chi trao mọi người, khô khô ron luôn. Đây là nhiều nhất mọi người nghe. Đấy. Khô quá. Thôi để cho tặng ở đợi mấy ông công nở cái cục nở đi mọi người nghe. Cái đường môn cũng đi, thôi để cho quân cũng đông một xíu. Chứ mình lái quá là quân đó nó mắc quân tội. Thôi mình xuống đó. Mình xuống đã. Xi mặt cái mũi à, khô trắng. Lát vẫn còn khô nữa. Còn đây rồi. Thôi. Cô rong. Cô rong.
cũng được. Rồi mình lấy sao to mọi người nghe, hay mình rửa tặng lại cho nó lại đây, quân nó còn bao nhiêu quân, nó rã hết quân nó đi mọi người nghe. Ủa nó chắc chắn là nó đi luôn á, nó không bao giờ nó lại vì tổ quá giờ rồi. Rồi mình tập clip đây mọi người, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nghe, bấm chuông để xem những tao mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.